Mới đây tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức lễ công bố chương trình hành động vì an toàn thực phẩm ngành công thương năm 2019. Phát biểu tại lễ công bố, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, Bộ Công Thương là một trong ba cơ quan được Chính phủ giao triển khai công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Thời gian qua, Bộ Công Thương đã quyết liệt triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm xây dựng phát triển thị trường thực phẩm an toàn, hỗ trợ cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm, khẳng định thương hiệu, tư vấn xây dựng mô hình chuỗi cửa hàng, cơ sở kinh doanh, bảo đảm an toàn thực phẩm, áp dụng các phương thức quản lý tiên tiến bảo đảm chất lượng, an toàn và truy xuất được nguồn gốc xuất xứ, tư vấn hỗ trợ các địa phương và doanh nghiệp xây dựng mô hình thí điểm chợ, đảm bảo an toàn thực phẩm. Bộ Công Thương cũng tổ chức nhiều hoạt động tăng cường xuất khẩu hàng Việt Nam vào các chuỗi siêu thị của doanh nghiệp FDI đầu tư tại Việt Nam, đưa hàng Việt ra nước ngoài, thực hiện các chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, khuyến công, khoa học công nghệ để hỗ trợ các doanh nghiệp có sản phẩm an toàn vào hệ thống phân phối. Song song với đó là phối hợp với các bộ ngành kiểm soát và ngăn chặn việc sản xuất kinh doanh hàng thực phẩm giả, hàng kém chất lượng, nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đặc biệt, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Trong đó, chương trình hành động vì an toàn thực phẩm ngành công thương trong những năm qua là một điểm sáng trong công tác truyền thông về an toàn thực phẩm của Bộ Công Thương.